chào các bạn. Chúng ta lại quay trở lại gặp nhau ở trong chương trình review xe của Xpeng. Và ngày hôm nay, mặc dù đã qua 8 tháng 3 rồi, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn muốn dành cái video này để dành tặng cho các chị phụ nữ. Chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ review một mẫu xe nữ dành cho các bạn nữ, một mẫu xe rất là mới và rất là hot trên thị trường, cũng như là đem lại những kiểu dáng hiện đại cho thị trường xe nữ hiện tại. Các bạn sẽ xem video, xem cái xe đó ngay sau tôi đây. Xin mời các bạn. Đó chính là chiếc xe California, mã hiệu California với mã đó là Model Cam. Với kiểu dáng thì nhìn qua nó rất là hiện đại. Nó không phải mang hơi hướng của những chiếc xe nữ mini ngày xưa nữa, mà nó đã cải tiến đi rất nhiều để cho các chị em có thể di chuyển dạo phố hay là đi thể dục cũng ok, hoặc là đi chợ cũng ok, thêm một cái làn vào đây nữa thì rất là tuyệt vời. Chiếc xe hôm nay chúng ta review đó chính là chiếc màu đỏ mận, là một chiếc và một màu mà tôi rất là thích. Với chiếc khung của chiếc xe Model Tham này đang sử dụng đó chính là khung nhôm, toàn bộ phần này là khung nhôm. Nó khung này thì nó có hai bản, nó là bản to ở phía dưới và bản nhỏ ở phía trên, tất cả đều là sơn tĩnh điện nha các bạn. Tạo ra một cái sự mềm mại đó chính là ở cái khoản trên này này. Bản trên này tôi thấy nó tạo ra sự mềm mại cho chiếc xe này. Về tem thì sơn tĩnh điện phần này và đều tem nước nhé. Toàn bộ đây đều tem nước. Về phần chữ này rất là sắc nét, nó là sắc nét. Đây nó có chữ new, có bản mới. Ngoài ra đây nó có thêm phần đó là design và thiết kế của America, của hãng một hãng mang tên tuổi của Mỹ. Về phần ghi đông này, toàn bộ phần ghi đông trước này đều là ghi đông nhôm. Ghi đông này các bạn có thể nâng lên hoặc hạ xuống. Size con xe này thì có thể các người những chị em kích trước nó rơi khoảng từ 1m3 cho đến 1m7 và đều chạy thoải mái, bởi vì cái cổ này chúng ta có thể nâng lên được và hạ xuống được. Ghi đông toàn bộ đèn nhôm, gương sáng bóng nguyên màu. Về phần phanh, hai phanh này cũng là hai phanh đĩa trước và sau đều là phanh nhôm, tay phanh nhôm rất là nhẹ. Sử dụng bộ số Shimano vặn 6 tốc độ. Sử dụng tay da mềm, tất nhiên rồi, xe sản xuất cho các chị em thì cái gì nó cũng phải mềm, chị em cầm nó thoải mái, nâng niu bàn tay. Đó là da mềm, có mút bên trong. Về phần càng của chiếc xe này thì nó sẽ là càng thép nha các bạn. Khung nhôm càng thép, xe có chắn bùn, chắn bùn nhôm. Con này đang chạy đó là bánh 26 inch, bánh 26 inch với bộ lốp là 26 x 1.5. bộ Meyer con này đang chạy đó là Meyer thép vòng bi, chưa lên được mặt đạn. Phanh đĩa trước và sau khá nhẹ. Ta sẽ thử độ trớn của nó xem sao. Cũng rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên nó là vòng bi thì độ trớn của nó là cơ bản ổn thôi, chứ nó chưa thể nào là xuất sắc được. Chúng ta xuống phần dưới nào. Ê, may quá.
Xe này đang sử dụng đó là đùi nhôm màu trắng bạc, có chắn xích. Cái đoạn này rất là điệu này, đoạn này tôi nhìn nó rất là điệu này, nó là chắn dành cho chị em nếu như chúng ta mặc váy vẫn đi thoải mái bình thường nhá, đi trong phố mặc váy thì chiếc này nó chắn bẩn đúng không ạ. Đấy, có thêm phần này đùi nhôm, cọc yên nhôm, yên da mềm và to để cho các chị em phụ nữ ngồi nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với dòng yên thể thao. Đây là chiếc bê đan của nó. Bên phần sau thì chúng ta có thêm phần gáp baga nữa. Gáp baga này cũng là gáp baga nhôm nha các bạn. Tuy nhiên thì cái loại này thì có lẽ là trọng lượng chịu đựng khá là tốt. Tôi là một người khoảng 64 cân ngồi lên là thoải mái, không vấn đề gì. Bà cứ đi trước đây, tôi đi làm sao. Ra xuống phần dưới về củ đề của chiếc này. Về củ đề sau của chiếc này thì vẫn đang sử dụng đó chính là củ đề Shimano Tuoni TZ bản mới nhất. Sử dụng lip của Ata 6 tầng. Lip vặn. Mayer thì giống lần trước. Vành nhôm 2 lớp 26 inch. Ngoài ra đây nó có phần đèn phản quang sau. Đây chỉ là đèn phản quang thôi nha các bạn. Chúng ta thử một số một chút nhé. Con này chỉ có số sau thôi nhé. Nó là số vặn cho nên chị em dùng thì nó cũng đơn giản hơn là các số bấm. Nó không quá có gì là quá phức tạp. Để vặn lên vặn xuống thôi. Với chiếc này thì tôi nghĩ là nó rất hiện đại và rất là hợp với thời trang, xu thế hiện đại của năm nay. Đó, một chiếc mẫu xe nó mang hơi hướng hiện đại. Nó vừa kiểu cách của thể thao, nó vừa mang đến nó là chiếc xe nữ. Các bạn có thể nhìn tổng quan lại với chiếc xe này, với mức giá nó chỉ đâu đó trên 2-3 triệu thôi. Thì các bạn có thể cập nhật giá của chiếc xe này trên website của chúng tôi, đó là xedaphn.net. Và địa chỉ showroom là số 225 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thì chiếc xe này hiện tại là đang có rất nhiều màu để cho các bạn lựa chọn. Có màu đỏ này, màu kem này, màu xanh ngọc này, màu xanh biển này. Rất là nhiều màu để chị em thích. Cảm ơn các bạn đã xem dõi video và hy vọng là các bạn nữ sẽ tìm được các cái xe nữ hợp với mình, hợp với trang phục của mình để đi thể dục thể thao cũng như đi làm. Xin cảm ơn.